Du, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Sudan, mình là Sơn đây. Ngày hôm nay, mình sẽ cho các bạn biết cách để gia nhập vào team thiên thần hay là team ác quỷ. Vâng các bạn ạ, ở thời đại bây giờ tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể hiện thực hóa bằng việc chơi game. Và ngày hôm nay... ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy được làm thế nào để trở thành thiên thần bằng việc chơi cái trò chơi mình không biết tên như thế, đó là Destiny Run, đường chạy định mệnh các bạn ạ. Và ngay trước mặt mình đây rồi, Be Angel trở thành thiên thần. Ok, và mình đã thành thiên thần các bạn ạ. Và trên đường đi mình phải nhặt những cái cuốn sách có vẻ như là kinh thánh, lựa chọn giữa làm từ thiện hay là cướp tiền. Rồi tất nhiên là mình phải làm từ thiện rồi, nhưng mà tìm được có bắt sau kia không ta. Rồi và bây giờ mình đã trở thành thiên thần có cái vòng trên đầu các bạn ơi, và mình phải giữ để mình bay. Ok, mình có thể bay đến cuối không, đỉnh nhân 100 không, đến tí nữa đây, lên tí nữa đây. Ôi, nhân có 40 và mẹ được 920 đồng tiền. Ừ đúng rồi, tất nhiên rồi. Cho dù các bạn có đang muốn trở thành thiên thần hay ác quỷ thì các bạn cũng phải xem quảng cáo mà thôi. Ồ, bàn đầu tiên là mình phải trở thành thiên thần, nhưng mà bàn thứ hai mình sẽ được đổi vai, mình trở thành ác quỷ các bạn ơi. Rồi, lấy cánh ác quỷ này. Và lần này thì mình sẽ phải nhặt những cái cuốn sách mà có vẻ là kiểu của ác quỷ các bạn ạ. Yeah, mình sẽ trở thành naughty, hư đốn. Ui, bây giờ mình sẽ phải bắt nạt người khác, bully nha. Trời ơi, trông mình này, ui dồi ôi, trông khệnh khạng không? Gắn cái đuôi vào rồi gắn cái... Tự dưng lại bị cắm sừng thế này chứ lại... Vâng, mình thấy một điểm mà ác quỷ tội hơn các bạn thiên thần rồi đấy. Là ác quỷ bị cắm sừng các bạn ạ. Và lại nhân 40. Ôi trời ơi, ác quỷ cũng 40 mà thiên thần cũng 40. Và cả hai đều phải xem quảng cáo. Đến bàn thứ ba là mình được quyền lựa chọn. Ok, các bạn sẽ chọn bên nào? Các bạn sẽ chọn là trở thành thiên thần hay là ác quỷ đây? À, mình nghĩ là mình sẽ chọn bên ác quỷ. Bên thiên thần thấy mặc đồ có vẻ không có gì là đặc sắc lắm. Quỷ nó còn có bị cắm sừng. À, ý mình không phải như vậy các bạn. Đấy, mình phải không ăn những cái ly tách bằng vàng, hoa hồng hay súng. Rồi, tất nhiên là ác quỷ phải dùng súng rồi. Yeah, mình đã biến thành ác quỷ có cánh cực kỳ to luôn. Có cả bé ác quỷ ở sau lưng mình kìa. Yeah, và ở cánh cổng này, thiên thần và ác quỷ cùng canh gác. Rồi, ăn nào. Bây giờ thì nào, hãy đến nhân 100. Nhân 100 rồi anh em ơi. Cánh của mình đang rụng rời nhưng không sao. Nhân 100, let's go. Yes. Team ác quỷ. Các bạn thấy chưa? Sức mạnh của ác quỷ. Nếu mà các bạn có một cái thử thách vui vui ấy, đó chính là các bạn mỗi khi nào trong video này mình nói chữ ác quỷ ấy, thì các bạn hãy uống một cốc nước nhá. Uống được nhiều là có tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ nhặt những cái cục quỷ này. Đấy. Úi dồi ôi, có quả bàn xoay kìa. Rồi. Chiến tranh hay là hòa bình? Ok, ác quỷ là phải chiến tranh. Đó. Úi dồi ôi, dáng đi kiểu khệnh khạng. Hả? Tại sao ăn burger thì lại là quỷ mà ăn đây nói gì à? Súp lơ thì lại là thiên thần nhỉ? Mình thích ăn bánh burger đấy thì đâu có phải là mình là ác quỷ đâu. Rồi quả này nhân 100 là rõ. Easy. Nó nhân 5 mà nó còn đứng nó nhảy. Nó còn nhảy bị ở nhân 5 mà nhảy à? Thôi. Thôi lần này qua thiên thần đi. À, thiên thần là phải lấy những cái đàn à, và đi vào khu vực cái đấy là cái gì, là lava của thiên thần à. Rồi mặc váy, ui đấy. Ô, ui sen kẽ này, mình vừa đi vào một cái ông tiên gì đấy. Vâng, lần này là mình mặc váy các bạn ạ. Và không hiểu làm thế nào để mình có thể được đầy bình được. Kia. Kia. Wow. Chưa được nhảy mà nó đã dừng bàn luôn. Vâng, đó là một lý do tiếp tục bổ sung cho việc là các bạn hãy thuộc team ác quỷ nha. Rồi, game này như thế thì là quá phân biệt rồi. Quá là phân biệt chủng tộc. À, thiên thần với ác quỷ không phải chủng tộc nha. Cứ kệ đi, phân biệt chủng tộc. Game như thế này là không ổn rồi các bạn ạ. Mình sẽ đánh giá cho nó là 5 sao nha các bạn. Tôi gọi đây là một bước đi của một game thủ chuyên nghiệp. Thế thôi, tôi làm ác quỷ đây. Không chứ tôi làm thiên thần đâu.
À, bàn xoay lại còn kiểu gì nửa nửa chứ, ok. Đấy, ăn phát hết luôn này. Ôi, phải né mấy thằng thiên thần này ra. Ăn, ôi. Đó. Rồi, ăn, tiếp tục ăn bánh hamburger. Lấy đinh ba, đi đây được không? Chả được làm gì cả. Đấy, thấy chưa? Ác quỷ mới được bay, thiên thần thì chỉ đi bộ. Đến cái góc, đến bờ vực thì đứng lại luôn. Ê, nhưng mà chính ra hay là thế này thì Ok. Rồi cái này thì đi vào bên khu bên đỏ thôi. Phải ném một thiên thần này ra. Ê mà bây giờ mình nghĩ là chính ra ấy, thế thì vãi. Nếu mà làm ác quỷ thì phải đi vào sòng bạc. Ok. Còn thiên thần thì sẽ đi vào nhà thờ. Các bạn ạ, đây mình đang nói dở chính là sao? Mình thấy rằng á là cái trò chơi này ấy, nó chỉ đem cái yếu tố là thiên thần với cả ác quỷ ra để kiểu làm cho những bạn nào mà mê cái đó các bạn vào chơi thôi. Chứ mình thấy rằng là chọn cả thì đấy, mình nói tiếp nhá, là nếu mà cái sự lựa chọn của mình ấy, mình thấy rằng là nó không có giá trị nhiều lắm. Kể cả cho dù mình chọn là trở thành thiên thần hay là trở thành ác quỷ ấy, thì cũng không có cái gì khác biệt lắm trong cái quá trình chơi. Bây giờ đây, ví dụ như mình chọn thiên thần đi. Đó. Thì mình nghĩ cũng không có gì khác biệt. Thật sự ấy, những cái cục mình ăn này, nó là của thiên thần. Nhưng mà nếu mình chọn ác quỷ á, thì nó sẽ biến trở lại thành cục mà ác quỷ ăn. Thì cũng bằng thừa. Đúng không? Ôi, nghe K-pop thì là thiên thần, còn nghe nhạc rock thì là ác quỷ. Vâng, ok, thế thì mình biết rằng là rất nhiều bạn ở đang xem video này của mình là các bạn là thiên thần rồi đấy. Bạn nào mà nghe K-pop thì bình luận bên dưới cho mình biết nhá, chứng tỏ các bạn là thiên thần. Wow, thiên thần được 1/100 luôn này. Wow, mới chơi có một bàn thiên thần thôi mà điểm nó vượt luôn ác quỷ. Mình chơi 4-5 bàn nãy giờ luôn các bạn ạ. Ok, thế thôi để tiếp tục cày điểm thiên thần đi ha. Đó, thấy chưa? Chơi là phải có chiến thuật. Thiên thần cũng phải biết lặng lách đánh võng chứ lị. Tôi gọi đây là một bước đi của một thiên thủ chuyên nghiệp. Mình đây này đúng là thiên thần bậc S rồi. Rồi, quả này bấm giữ thôi. Là bay về nhân 100, nhân thập cẩm, trứng muối, Trời đó, easy. Vậy như vậy ấy, là chúng ta vẫn cứ tiếp tục là thu thập những cái điểm cho ác quy và cho thiên thần. Nhưng vấn đề Wow, mình rất muốn chơi lại bàn này nha, để xem là liệu ác quỷ có được lên trên mây không. Tức là mình nó dở là cái điểm cho này ấy, mình không biết là nó thu thập điểm để phục vụ mục đích gì luôn ý. Các bạn có giải thích được không? Mình chưa hiểu là điểm thu thập để làm gì luôn. Điểm ở nhân năm nhá. Ok, mình sẽ cố gắng chơi nốt để thu thập mở được cái cửa đi. Mở được cái. Ôi, mình chưa điểm chưa? Ôi. Ok. Mình sẽ thử đi thua đi để xem nó chuyện xảy ra nào. Tao thua luôn cho mày xem. Ủa? No. À, thua là không được vào cổng. Mất dạy. Phía trước này, cái sông, cái hồ, cái gì đây này, nó là màu đỏ, tức là nó là phục vụ cho ác quỷ đúng không? Bây giờ mình sẽ đi vào bên thiên thần, đảm bảo là những cái đấy sẽ biến thành màu xanh của bên thiên thần luôn. Ủa, không biết hả? Ok rồi nhá, đây này, đưa đổi lại đi. Những cái thứ mà mình ăn ở đây này, nó là của thiên thần. Bây giờ mình sẽ đi vào bên ác quỷ để xem nó có biến đổi lại cái này thành của ác quỷ không nha. Và những cái hồ màu đỏ, nó có biến thành màu xanh không? Để xem nào. Đó, thấy chưa? Như vậy ấy, là mình đã nói đúng rồi. Những cái quyết định của các bạn á, các bạn chọn là các bạn đi đường nào á, Nó cũng thế à. Nó cũng chả có thay đổi được cái gì cả đâu. Rồi, ok, mở cửa cho anh đi nào. Ê, mình nhận ra là hình như là đây là nhân vật nam hay nữ vậy. Trông rất giống nam thôi đó chứ không phải là nữ. Em đừng nhận nam nha, đừng nhận lắm. Mở nhân vật mới lại còn phải xem quảng cáo mới có được nhân vật mới. Cái game thì đúng thật sự. Lại một lần nữa, đây chỉ là giả lập xem quảng cáo và thỉnh thoảng nhét một tí game vào cho chúng ta chơi thôi. Để bây giờ mình sẽ mở chọn nhân vật, ok rồi.
lấy thằng này xem nào. Ui dồi ôi, mấy thằng này ui. Ồ, đúng là nhân vật vừa rồi mình chơi lên vật nữ, bây giờ mình đã chuyển sang nhân vật nam. Rồi, để qua đâu, để xem hai bàn đi. Hai bàn xem thằng quỷ, quỷ nam với quỷ nữ như nào. À, quỷ nam với cả thiên thần nam như nào. Rồi, nghe nhạc rock này. Ồ, mặc áo lừa lửa. Gì đấy, trông vẫn tẩm tẩm này. Ui, cánh xương, ui ngầu. Wow, có cả bốn cái con quỷ nhỏ đi sau lưng kìa. Ui, cool, cái này ngầu nha. Được. Rồi, quả này mình không nhân 100 nữa thì thôi nhá. Bỏ game luôn tại chỗ cho mà xem này. Ui, sợ quá, phải ban nó thôi. Đó, phải nhân 100 rồi. Ui xồi ôi, 4.000 tiền, chuẩn. Rồi, bây giờ mình sẽ xem con thiên thần đi. Con thiên thần mà nam nó sẽ là như thế nào. Ôi, sao mặc đồ trông gì này. Ui dồi, áo giáp à. Ui, cái này là giống đồ ngủ rồi đó. Định mệnh. Ok, đúng sự mình đang mặc đồ ngủ các bạn ạ. Wow, bây giờ mình cởi trần luôn. Cánh màu xanh to, được. Nhưng mà không được phun cây rồi. Cái này, quả này thì không được nhảy à. Có nhảy không? Vẫn được nhảy. Và chân của mình có bọc cánh luôn các bạn ạ. Mình đeo cánh bọc chân của mày thì bao nhiêu năm nhá. Thôi, nghỉ game. Từ từ, tắt quảng cáo cái đã. Thôi, mình đã quá đủ với cái trò chơi đường chạy định mệnh trở thành thiên thần hay ắc quy này rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sudan và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.